rồi tôi xin chào tất cả các con nào chúng ta sẽ bắt đầu buổi chữa bài tập hôm nay là chúng ta sẽ chữa đề của ngày để thầy xem là ngày bao nhiêu đây nè ngày mùng năm đúng không ngày mùng năm tháng 12 hai ok tức là cái đề này thường là chắc là các con sẽ hết hạn ngày hôm qua hoặc là ngày hôm nay đúng không ngày hôm qua ok rồi thầy hỏi đã nhìn thấy màn hình chia sẻ của thầy chưa các con đã nhìn rõ cái màn hình chia sẻ của thầy chưa ạ Rồi, nhất trí. Ờ, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào đầu từ bài bài số 1 nhá. để thầy thầy viết qua lại cái điều bài cái. Bài số 1 này. Bài số 1 này nó yêu cầu chúng ta đầu bài cho là cho biểu thức A bằng 1 trên x 2. Chờ thầy viết đầu bài một chút. Cộng với 5x trừ 4 chia cho 2x chữ x bình phương. Đóng ngoặc chia cho biểu thức phía sau, nó là 2 cộng x trên x. Trừ đi x trên x trừ 2, đúng không? Rồi, ok. Đầu bài chúng ta đã xong. Ở đây người ta có cụ A của chúng ta, người ta yêu cầu là hãy rút gọn biểu thức A. Vậy thì lưu ý cho thầy nhá. Đây là thực ra đây kiến thức này phần này liên quan đến phần gọi là phân thức đại số. Vậy thì phân thức đại số ấy, thì các con lưu ý giúp thầy này, tất cả các phân số ở đây đều được gọi tên là phân thức đại số với tử và mẫu là các đa thức có chữ x. Vậy thì ở đây điều kiện để cho các phân thức tồn tại được đó là mẫu thức phải khác không vậy thì ở đây để trước khi tìm được rút gọn được cái biểu thức a ấy thì đầu tiên các con phải lý cho thầy nhé đó là phải đi tìm điều kiện xác định đã vậy điều kiện xác định đấy là bước đầu tiên chúng ta phải nhớ đến điều kiện xác định ở đây là như thế nào là tìm tất cả các điều kiện để cho các mẫu thức của các phân thức này phải khác không được chưa nào ở đây chúng ta sẽ có các mẫu số như sau này các mẫu thức tương ứng này x trừ 2, 2x trừ x bình phương, x và x trừ 2. Ok chưa nào? Nhưng mà như thế chưa đủ, chúng ta còn một cái điều kiện nữa. Ở đây đó chính là cả cái thằng ngoặc phía sau này này. Các con có nhìn này. Trong trường hợp này thì cái ngoặc phía sau này có phải đóng vai trò chính là mẫu mẫu số. Tức là 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 số chia của một cái phép chia không? Cái ngoặc trước này được gọi là số bị chia. Ngoặc sau này được gọi là số chia. Vậy thì số chia tuyệt đối không được phép bằng không Nói cách khác là cả cái điều kiện của cái ngoặc phía sau này này Phải có một cái điều kiện đó là Đóng mở ngoặc của 2 cộng x trên x Trừ x trên x trừ 2 này Phải khác không nữa Vậy thì điều kiện xác định của chúng ta ở đây Gồm những thứ như sau Quan sát này Thứ nhất x trừ 2 phải khác không <laughs> Được chưa nào? Phải khác không nhá. Đấy là cái đầu tiên. Tiếp tục, mẫu thức thứ hai đó là 2x trừ đi x bình phương cũng phải khác không nốt. Thứ ba là x phải khác không. Thứ tư là x trừ 2. Cái thằng cuối cùng này này, nó có sự trùng lập với cái thằng này thật. Cho nên là các con có thể viết cũng được, mà có thể không viết cũng không sao bởi vì nó giống hệt như cái mẫu thức của cái phân số đầu tiên, phân thức đầu tiên đúng không? tuy nhiên ở đây còn cái cuối cùng đó là biểu thức trong ngoặc thứ hai phải khác không phải khác không rồi, ok vậy đến đây thì thầy sẽ giải tương đương tất cả các cái điều kiện nằm trong cái ngoặc sao này à, cái 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 ngoặc nhọn này ngoặc nhọn này có nghĩa là tất cả những cái điều kiện trong đó phải xảy ra đồng thời có nghĩa là x trừ hai phải khác không hai x trừ x bình phương phải khác không x khác không 2 cộng x trên x trừ x trên x trừ 2 phải khác không nốt. Vậy tất cả những điều này thầy sẽ giải được tương đương nó như sau. Bình tĩnh nhá. Cái đầu tiên là x trừ 2 khác không vậy x sẽ phải khác 2 này. Cái thứ hai này là các con đặt x ra ngoài làm thứ chung. Vậy ở đây chúng ta sẽ đặt được x nhân với mở ngoặc có phải là 2 trừ đi x có đúng không nào? Chuẩn chưa? Vậy thì tích của hai thừa số này khác không dẫn đến là đồng thời x phải khác không và 2 chữ x khác không. Vậy thì cái x khác hai thì chính là cái để cho 2 chữ x khác không đây. Thế còn x khác không phía sau chính là cái thằng này. Như vậy thực tế là ba cái này bao hàm lại chỉ nó là x khác không và x khác 2 thôi. Vậy chúng ta phải giải nó cái cuối cùng này. Cái cuối cùng này thì chúng ta đi quy đồng mẫu số chung của nó nhá. Ở đây các con có nhìn thấy mẫu số chung ở đây chính là x nhân x trừ 2 không? Còn cái thằng đằng sau này cũng chính là x trừ 2 nhân x nữa đúng không? Vậy thầy sẽ quy đồng nó lại x nhân x -2 này. Khi quy đồng này thì phân số thứ nhất phải nhân cả tử với thành phần thêm vào nó chính là x 2 này, được chưa? Thầy sẽ cho thằng này nó vào biến thành trong x 2 nhá. Các con phải lưu ý quan sát một tí. Đấy, đấy là xong cái phân số thứ nhất, phân thức thứ nhất. Đối với phân thức thứ hai thì thầy nhân cả tử và mẫu thêm với thành phần x, cho nên ở đây sẽ được là x mũ 2. Ok chưa? Vậy đến đây chúng ta sẽ giải tương đương nó như sau. Bình tĩnh này. Tương đương này. Ba cái thằng đầu tiên này chỉ còn lại là x các không và x các 2 thôi đúng không? Vậy thầy sẽ để nó là x các không Thằng này để là x các 2. Và xóa cái thằng ở giữa đi. Cái phân thức cuối cùng. Phân thức này. Các con lấy mẫu số chung cho thầy là x nhân x, x 2. Vậy chúng ta sẽ còn được là cái ở trên tử này sẽ được là x mũ 2 trừ đi 2 mũ 2 tức là trừ đi 4. Trừ đi tử của phân số thứ hai tức là trừ đi x bình phương nữa đúng không? Và như vậy phân số phía sau này thầy đã quy đồng xong rồi thì xóa đi. Và đến đây đồng nghĩa với việc giải ra là gì đây? x khác 0, x khác 2. Thằng cuối cùng này thì nó chính là 4 trừ 4 trên x nhân với x trừ 2 khác 0. Thế thì mẫu số khác 0 tử số bằng âm 4 như vậy đương nhiên phân số này luôn luôn khác không. Vậy điều kiện cuối cùng của chúng ta chính là tương đương với việc là x khác không và x khác hai các con nhé. giải nó hơi bị mất công một sức công sức một chút nhưng chúng ta phải làm được từng ngày các cái bước. Ok chưa nào? Nhất trí chưa? Nào các con quan sát đi. Sau khi tìm được điều kiện x khác không x khác hai rồi thì đến đây các con kết luận với x khác không phẩy x khác hai thì biểu thức a được biến đổi hoặc là được rút gọn tùy các con dùng hai cái như nhau được biến đổi như sau và sau đó chúng ta đi vào biến đổi biểu thức a Vậy thầy copy lại cái biểu thức A trên này Thầy copy xuống dưới Chúng ta sẽ giải quyết nó nhá Vậy biểu thức A của chúng ta bằng như sau này Đối với cái ngoặc thứ nhất Thì chúng ta sẽ quy đồng mẫu số chung Nhưng để quy đồng ý Thì các con hãy đưa cho cái thằng này nó trở thành nó là Là 2 Trừ x nhân với x đã nhá Vậy thầy có này Nhìn thấy quan sát làm này Chỗ này sẽ được là X nhân với mở ngoặc 2 chữ x Như vậy nếu để mà là 2 chữ x này ý, khi nó lại là số đối của thằng x chữ 2 ở phía trước. Vậy thầy sẽ nghĩ đến việc chuyển dấu này thành dấu trừ. Khi chuyển dấu này thành dấu trừ thì lập tức cái thằng 2 chữ x này biến thành số đối của nó và lập tức biến thành x chữ 2. Nào, các con có nhất trí với thầy là cái bước đầu tiên này ok chưa? Cái ngoặc phía sau này chúng ta sẽ tận dụng luôn kết quả phía trên này. Chúng ta sẽ được nó như thế này. Được chưa nào? Tận dụng kết quả phía trên đấy. Vậy đến đây biểu thức A của thầy sẽ bằng như sau này. Ở cái phân số thứ nhất thì chúng ta sẽ lấy mẫu số chung là x nhân x, x 2. Như vậy là nhân cả tử và mẫu với x. Trừ đi thằng này, chia cho thằng này thì chúng ta sẽ chia cho ở đây là được kết quả bằng bao nhiêu đây nhỉ? Âm 4 trên x nhân x, x 2 chuẩn chưa nào? Rồi, đến đây A của thầy sẽ được bằng như sau này mẫu số chung của phân số hai phân số trong ngoặc thứ nhất là x nhân x 2. Trên tử này chúng ta sẽ có được là x trừ đi 5x và đổi dấu biến thành là cộng 4 nhá. Chia cho thằng kia viết lại một lần nữa. Rồi, đến đây thì gần như là thành công rồi này, a à, bằng này x 5x là x 4x cộng 4 Vậy đặt được số 4 ra ngoài làm từ số chung x 4 nhân m hoặc x 1 trên x nhân x 2 chia cho phân số này tức là nhân với phân số nghịch đảo vậy thầy sẽ nhân với x nhân x 2 trên tử dưới mẫu nó là âm 4 vậy đến đây biểu thức A của chúng ta rút gọn lại như sau toàn bộ thành phần này giống hệt nhau chém hoa quả nó đi trừ 4 với trừ 4 hết vậy kết quả của chúng ta chính xác còn lại là bao nhiêu thôi đây các con chỉ còn lại là x 1 đúng không biểu thức này rất là đẹp nào, xin mời cả lớp xác nhận cho thầy kết quả các con làm ra có là x 1 không? Cả lớp ơi, kiểm tra giúp thầy xem kết quả có đúng là x 1 không? Đúng rồi đúng không? Ok, vậy tốt rồi. Vậy đến đây các con kết luận một câu này. Vậy với x các 0, x các 2 x khác 0, x khác 2 này. Thì biểu thức A của chúng ta bằng x chữ 1. Được chưa nào? Vậy thì A rút gọn bằng x chữ 1. Còn cái ý B ấy, thì nó bảo rằng là tính x để A bằng. Vậy ta có này. Để A bằng 2019. thì ta sẽ có được là x 1 sẽ phải bằng 2019. Và điều này sẽ tương đương với việc các con giải ra giúp thầy là x sẽ bằng 2019 cộng 1 và bằng 2020. Chính là đây là con số của năm ngoái. Nếu mà đúng ra cái đề này cập nhật thì nó sẽ phải viết là tính x để a bằng 2021 để cho chúng ta lấy cái con số 2022 là cái năm sắp tới của chúng ta, được chưa nào? Đấy là để lấy kết quả chào đón năm học mới đấy. Được chưa? Rồi đến đây kết luận này, vậy x bằng 2020 thì biểu thức a của chúng ta bằng 2019. Bài toán kết thúc. Được chưa nào? Rồi, xin mời các con chữa thật nhanh vào trong vở giúp thầy để chúng ta chuyển sang bài số 2 nào. <laughs> rồi, nhân lúc các con chữa thầy sẽ tranh thủ thầy viết cái đầu bài số 2 vào rồi ok Các con chờ thầy một chút để thầy viết lại đầu bài. Rồi, đầu bài đã xong. Nội dung của bài số 2 là vẫn là cho một cái biểu thức à như thế này người ta bảo rằng rút gọn vậy luôn luôn là phải tìm điều kiện các con nhé luôn luôn là phải đi tìm điều kiện đầu tiên điều kiện xác định điều kiện xác định trong trường hợp này là các con tập làm quen với điều kiện xác định cho thầy nào là điều kiện để cho tất cả các mẫu thức này phải khác không tức là x bình phương cộng 2 x 3 x chữ 1 và x cộng 3 đúng không vậy điều kiện xác định của chúng ta sẽ như sau này x bình phương cộng 2x 3 khác không x 1 khác 0 và x 3 khác 0. Đến đây ý thì chúng ta sẽ giải tương đương như sau. Cái thứ nhất là đa thức x bình phương cộng 2x 3 ấy, các con nhớ cho thầy này, đây chính là tam thức bậc 2, đa thức ax bình cộng bx cộng c nó có dạng cái thằng này này. Mà đối với thằng này ấy thì chắc chắn các con không thể quên được cái việc phân tích đa thức tỉnh nhân tử sử dụng bộ số tỷ lệ đúng không? Vậy trong trường hợp này các con nhầm giúp cho thầy xem x bình cộng 2x 3 có phải là sẽ có một cái nghiệm là bằng là bao nhiêu đây nhỉ? Có một nghiệm bằng 1. Có nghiệm bằng 1 có nghĩa là có nhân tử là x 1. Vậy thằng này thầy sẽ giải được tương đương như sau. Ở trên này thầy sẽ tách nó ra bằng hai thừa số đó chính là x 1 nhân x cộng 3 nhé. Bạn nào không tin thì xác nhận lại giúp thầy xem. Còn thầy thì ở đây thầy tính nhầm ra được Thầy nhầm ra nó đúng là nó như thế này Bạn nào kiểm tra lại cho thầy Được chưa nào Rồi ok đến đây chúng ta giải tương đương như sau này x trừ 1 nhân x cộng 3 khác 0 chính là đồng thời xảy ra hai cái điều kiện ngay bên dưới này này các con này. x khác trừ 3 x khác 1. Như vậy chúng ta lập tức có thể xóa là ngày đi được. Và đây chính là điều kiện của chúng ta. Vậy với x khác 1, x khác trừ 3 thì biểu thức a được biến đổi như sau bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào việc biến đổi nó vậy lấy lại cái biểu thức này a bằng ở đây a của chúng ta bằng thì thầy sẽ viết lại đầu bài một dòng nữa nhưng cái mẫu số này thầy sẽ đưa nó về thành tích của hai thừa số chính là x trừ 1 nhân x cộng 3 ở bên trên cái việc mà thầy tách ra như thế này thì chúng ta đã thực hiện bên trên rồi Bây giờ chúng ta lựa chọn lấy kết quả luôn như thế này, thoải mái nhá. Vậy đến đây. Ở đây thì cái thằng phân số tiếp theo này con này, x 1 này này, cái mẫu thức này này, chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với x 3 để gọi là quy đồng mẫu số chung, được chưa nào? Như vậy là phải nhân cả tử và mẫu với x 3. Đối với phân số cuối cùng thì chúng ta phải nhân cả tử với thành phần là gì đây các con nhỉ? Với x 1 đúng không? Với x 1, vậy chúng ta sẽ phải lấy là x chữ 3 này nhân với x chữ 1 các con nhé. Rồi, vậy bước đầu tiên của thầy đã xong. Vậy đến đây, chúng ta sẽ nhân bung tất cả các tử số này ra và lấy mẫu số chung là x chữ 1 nhân x cộng 3 nhé. Ở phân số thứ nhất, tử số của chúng ta giữ nguyên x mũ 3 cộng 26x chữ 19. Thầy hoàn toàn giữ nguyên này. Đối với phân số thứ hai thì có tử là 2x nhân x cộng 3 Vậy các con nhân bung luôn ra cho thầy nhé Là trừ đi 2x bình phương Sau đó là trừ đi 6x Cộng với tử số phân số thứ ba Đó là x chữ 1 nhân x chữ 3 x chữ 1 nhân x chữ 3 ở đây thì thầy sẽ nhân luôn ra này Thầy nhầm luôn này Các con phải tập nhầm cùng thầy luôn này X nhân x là x bình Trừ 1 nhân x, trừ 3 nhân x là trừ 4x Vậy chúng ta trừ đi 4x Trừ 1 nhân trừ 3 là dương 3 Vậy biến thành là cộng 3 Vậy tử số của chúng ta đầy đủ chính là cái này nào cả lớp xác nhận cho thầy đi nhanh có đúng hay không đây chuẩn chưa ở trên tử này của chúng ta là x mũ 3 cộng 26x trừ 19 trừ 2x bình trừ 6x cộng x bình trừ 4x cộng 3. Vậy thầy sẽ thu gọn lại được như sau. Thằng x mũ 3 này là đơn thức có bậc cao nhất đặt phía trước. Trừ 2x bình cộng x bình vậy là còn trừ 1 lần x bình và xóa cái thằng này đi. 26x trừ 6x trừ 4x tức là 26 trừ 10 vậy còn dương 16x. Vậy để 16x ở đây. Xóa thằng này đi. Được chưa nào? Trừ 19 cộng 3, vậy nó là trừ đi 16. Vậy trên tử của chúng ta chính thức là còn lại như thế này. Ok chưa? Đến đây ý, thì thầy sẽ lại nhìn thấy được là trên tử chúng ta sẽ tách ra được là có xuất hiện được thừa số chung. Đó là x mũ 2 nhân với x 1. Phía đằng sau cộng với 16 nhân với cũng là x 1 nốt. Vậy thì chắc chắn là có nhân tử chung là x 1. Đúng không nào? bằng này nhân tử x trừ 1 nhân với nhân tử x bình phương cộng 16 ở dưới mẫu thì hoàn toàn giữ nguyên vậy đến đây a của chúng ta các con triệt tiêu thành phần x trừ 1 cho thầy nhá triệt tiêu thoải mái luôn vậy trên tử còn lại là x mũ 2 cộng với 16 dưới mẫu là còn lại là x cộng 3 xong bài toán kết thúc đúng không nào các con xác nhận cho thầy xem kết quả của chính xác không ạ? Chuẩn không? Rồi, thầy cảm ơn Quỳnh Anh. Vậy, với điều kiện x khác bao nhiêu đây? x khác 1 và x khác 3. Thì biểu thức a của chúng ta được xác định bằng x bình phương cộng 16 trên x cộng 3. xuống dòng. Người ta bảo rằng là tìm x để a bằng 4, đó chính là ý b. Ta có này. a bằng 4 khi và chỉ khi thằng này bằng 4. Đến đây thì các con giải bình tĩnh, đó là chúng ta sẽ nhân x cộng 3 này vứt sang bên phía bên phải. Vậy ta có tương đương như sau này. x bình phương cộng với 16 sẽ bằng là 4 nhân mở ngoặc x cộng 3. Vậy đến đây chúng ta sẽ giải tương đương được như sau. x bình phương cộng 16 sẽ bằng là 4x cộng với 12. Và đến đây chuyển vế tất cả sang một vế thấy được như sau. x mũ 2 trừ 4x. Cộng 16 trừ 12 tức là thành dương 4 bằng 0. Và đến đây chắc chắn không ai không nhìn ra được đây chính là hằng đẳng thức x 2 tất cả bình phương bằng 0 tức là tương đương với việc giải ra là x 2 bằng 0 tức là tương đương x bằng 2 Đúng không các con? X bằng 2 ở đây ý, chưa xong đâu nhá mở ngoặc này thỏa mãn điều kiện điều kiện gì đây chính là cái điều kiện x khác một x khác trừ ba bên trên này này các con này không có câu này là chúng ta sẽ bị đi trừ điểm đấy vậy với x bằng hai thì biểu thức a của chúng ta bằng dương 4 rồi xin mời các con chữa bài Xin mời con chữa bài đi Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3. Bài số 3 này thì thầy giải điều kiện đơn giản như sau. Đó là điều kiện xác định. Xác định gồm có những thứ. Thứ nhất, chính là x 1 phải khác không. Thứ hai, là x cộng 1 khác không. Thứ ba là x bình phương trừ đi 1 phải khác không và thứ tư đố các con biết còn cái gì nữa nào bạn nào nhanh chí comment cho thầy nhanh nào chúng ta còn một điều kiện cuối cùng nữa là cái gì bạn nào comment cho thầy nào còn một điều kiện cuối cùng nữa nhanh 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 Các con có biết còn điều kiện gì nữa không? Đó chính là cái thằng phân số phía sau này này. Cái phân thức phía sau này này. Phân thức này đóng vai trò là là gì nhỉ? Là số chia đấy. Là cái thành phần trong cái phép chia này thì cái phân thức này chính là số chia. Vậy thằng này phải khác không? Vậy đến đây thầy sẽ giải tương đương được như sau. Thằng đơn nhất là x khác 1. Thằng thứ hai là x khác trừ 1. Thằng thứ ba là x bình phương trừ 1 khác 0. Có nghĩa là x khác cộng trừ 1. Có nghĩa là cái thằng thứ ba này này. Chính là bao gồm hai cái điều kiện bên trên. Các con có nhìn thấy không ạ? Chính là điều kiện bao gồm của cái phần bên trên. Thằng cuối cùng này thì đây là một phân thức. Phân thức muốn khác không thì mẫu thức đã khác không sẵn rồi. Vậy chúng ta chỉ cần tìm điều kiện để cho tử thức khác không thôi. Có nghĩa là 3x cộng 9 khác không. Mà 3x cộng 9 khác không ấy thì thực tế chính là x với các âm 3 các con nhé. Vậy đến đây chúng ta sẽ có điều kiện tương đương như sau. X khác không cộng trừ 1 này. Và x khác âm 3. Đây chính là điều kiện cuối cùng của chúng ta. Các con nhớ rõ Chưa nào? Vậy không phải là vậy mà với x khác cộng trừ 1. Phẩy x khác trừ 3. Thì biểu thức A được rút gọn như sau. Các con thích dùng từ rút gọn như sau cũng được. Mà thích dùng là biến đổi như sau hoặc là biến đổi tương đương đều được hết nhé. Nhớ chưa nào? Vậy đến đây, biểu thức A của thầy sẽ được biến đổi như sau. Quan sát. Phần trong ngoặc này, chúng ta sẽ quy đồng mẫu số chung. Vậy mẫu số chung của chúng ta chính là x trừ 1 nhân x cộng 1. Tất cả lớp có ok không nào? Chắc là cái này thì tất cả các con đều nhìn thấy đúng không? Vậy cái thao tác này thầy sẽ bình tĩnh để làm nhé. Đối với phân thức thứ hai thì nhân cả tử và mẫu với x trừ 1 giúp thầy. Phân số thứ ba thì không cần nhân bởi vì sao? Bởi vì x bình phương trừ 1 này chính là x trừ 1 nhân x cộng 1 rồi. Bạn nào mà còn nhân nữa ấy, thì rõ ràng là bạn ấy không hề để ý hằng đẳng thức một chút nào cả. Được chưa nào? Vậy đến đây A của chúng ta bằng như sau này. Thầy sẽ quy đồng mẫu số chung. Thầy sẽ được cả tử và mẫu ấy của phân số thứ nhất. Thầy nhân bung cái thằng này ra. Còn cái mẫu số chung chính là x 1 nhân x cộng 1. Vậy ở đây nhân bung luôn nha các con nhá. 7 trừ 2x nhân x cộng 1 ở đây sẽ được là trừ đi 2x bình phương này. Đúng chưa nào? Trừ 2x bình phương cộng 7x trừ 2x như vậy là nó còn là dương 5x và cuối cùng là cộng với 7 nữa. Ok chưa? Nào, xác nhận cho thầy kết quả đi, đúng không? Sau đó cộng với tử thức của phân số thứ hai đó là cộng với 2x bình phương trừ đi 2x và trừ đi tử thức của phân số cuối cùng đó là trừ đi 1. Chia cho phân số kia thì nhân nghịch đảo luôn cho thầy nhá. Nhân với này x mũ 2 1 tức là chính là x trừ 1 nhân x cộng 1 đấy. Được chưa nào? Ở dưới mẫu này chính là đặt 3 ra ngoài giúp thầy nhá. Ta sẽ còn được là x cộng với 3. Vậy đến đây thực hiện rút gọn như sau. Trừ 2x bình cộng 2x bình bay màu. Biến mất. Nào, chém hoa quả đi. 5 mà trừ đi 2 vậy là còn dương 3x. Cộng 7 trừ 1 tức là 3x cộng với 6. Vậy trên tử của chúng ta sẽ còn được là 3 đặt ra ngoài thừa số chung x cộng 2 dưới mẫu này chính là x trừ 1 nhân x cộng 1. Ở đây thì các con viết lưu ngược lại như thế này như thế này cho thầy nó đơn giản này. Còn lại là 3 trên x cộng 3. Vậy các con có thể triệt tiêu luôn được kết quả A của chúng ta sẽ bằng là x cộng 2 trên x cộng 3 nhé. Được chưa nào? Rồi, xong. Bạn nào còn nhớ kết quả xác nhận kết quả giúp thầy xem có đúng hay không nhỉ? Thầy cũng chẳng để ý lắm đâu. Cái này không biết có đúng hay không đây. Rồi, ok, tốt rồi. Rồi, như vậy là thầy làm khá là tắt mà nhưng mà thôi. Cũng may là kết quả là ok rồi, đúng nào? Vậy đến đây các con kết luận cho thầy nhá. Vậy với x khác cộng trừ 1, x khác âm 3. x khác cộng trừ 1 này phẩy x khác âm 3. Thì biểu thức A của chúng ta được rút gọn bằng x cộng 2 trên x cộng 3. Rồi, câu A của chúng ta đã xong. Bây giờ thầy chuyển sang câu B nhé. Câu B này, người ta bảo rằng là tính biểu thức A biết trị tuyệt đối của x trừ 2 bằng dương 1. Vậy có nghĩa là gì? Tức là đầu tiên các con phải đi giải quyết cái trị tuyệt đối của x 2 bằng 1 trước. Ta có. Đi giải quyết thằng này trước. Sau khi các con đi tìm cái biểu thức này để tìm x, chúng ta kiểm tra xem x này có thỏa mãn điều kiện ở bên trên là x khác cộng trừ 1, x khác trừ 3 hay không. Nếu nó thỏa mãn, thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị x đó thay vào biểu thức A ở trên này. Và như vậy, câu B chúng ta sẽ kết thúc. Được chưa nào? Vậy thì ở đây x 2 trị tuyệt đối bằng 1 điều này sẽ tương đương với việc thầy sẽ giải đồng thời đó là x 2 1 hoặc x 2 -1 được chưa nào? Và đến đây thầy sẽ giải tương đương được nó như sau. Trường hợp thứ nhất là x sẽ bằng dương 3. Trường hợp thứ hai sẽ x 1. Vậy đến đây cả hai giá trị này các con phải kiểm tra giúp thầy xem đó là giá trị nào thì thỏa mãn điều kiện. Vậy ta có như sau. Vì x bằng 1 không thỏa mãn điều kiện. Không thỏa mãn điều kiện. Nên loại. Được chưa nào? Nên là chúng ta loại. Như vậy là chúng ta chỉ còn lại giá trị là x bằng 3 mà thôi. Vậy đến đây các con sẽ có như sau này thay x bằng 3 mở ngoặc thỏa mãn điều kiện vào biểu thức a à, thì ta có như sau a của chúng ta bằng x cộng 2 trên x cộng 3 vậy đến đây các con thay giúp cho thầy x bằng 3 vào ta có 3 cộng 2 trên 3 cộng 3 vậy đến đây sẽ bằng bao nhiêu đây nhỉ 5 phần 6 à đúng rồi 5/6. Rồi, như vậy câu B xong nhá. Vậy A 5/6. Rồi, câu B đã xong. Ý C của chúng ta là cái gì nhỉ? Tìm x thuộc Z để a thuộc Z. Tìm x thuộc Z. Tức là tìm x nguyên để a nguyên đấy các con ạ tìm x thuộc z để a cũng thuộc z nốt vậy xuống dòng ta có với điều kiện là x khác cộng trừ một và x khác trừ ba vẫn là phải viết lại cái này với điều kiện này thì biểu thức a của chúng ta sẽ bằng là x cộng hai trên x cộng ba xuống dòng để À không, đầu tiên là viết lại A bằng như này lại đã Chúng ta sẽ có một cái kỹ năng Người ta gọi nó là đặt gạch Cái đặt gạch này Thì thực ra là nếu các bạn nào Mà đã học ở sư phụ nghĩa từ những năm lớp 7 Lớp 6, lớp 7 ấy, Thì không còn lạ gì khái niệm đặt gạch nữa Vậy đặt gạch là gì Đặt gạch có nghĩa là Chúng ta phải làm sao xuất hiện được Viên gạch x cộng 3 Ở dưới mẫu này Xuất hiện ở trên tử số Được chưa nào Vậy thầy này Thầy sẽ làm xuất hiện nó như sau Các con bình tĩnh này Đó là thầy sẽ làm xuất hiện đúng cái thành phần x cộng 3 này trên tử Thế nhưng trên tử này của chúng ta Tử thức thì bằng x cộng 2 Mà đây thầy đang viết là cố tình viết thành x cộng 3 Vậy thì chúng ta phải trừ giảm một đơn vị đi Để nó làm xuất hiện được x cộng 2 này Đúng không nào Vậy dưới mẫu là x cộng 3 giữ nguyên Vậy đến đây thầy sẽ được như sau này x cộng 3 trên x cộng 3 sau đó là trừ đi 1 trên x cộng 3. Và nó sẽ bằng 1 trừ đi 1 trên x cộng 3. Vậy đến đây thầy có như sau. Nhận diện bài toán như sau này. Quan sát, quan sát. Để A thuộc Z có nghĩa là A nguyên thì 1 trừ 1 trên x cộng 3 phải thuộc Z được chưa nào tức là biểu thức A thì bằng thằng này cho nên để A thuộc Z thì cái 1 trừ đi 1 trên x cộng 3 này phải thuộc Z thế mà ở đây cái số 1 này đã thuộc Z rồi mà 1 thì là số nguyên nên suy ra là 1 trên x cộng 3 phải thuộc Z. Được chưa nào? Mà phân số này thuộc Z, X lại thuộc Z nữa. Như vậy các con còn nhớ không? X thuộc Z thì suy ra X thuộc Z nên ta có là X cộng 3 tức là mẫu số X cộng 3 ấy cũng thuộc Z. Vậy một phân số có tử là nguyên, mẫu cũng nguyên. Mà để phân số đó là thuộc tập số nguyên. Vậy khi nào nhỉ? Từ đó suy ra. 1 cộng 1 trên x cộng 3 mà thuộc Z khi và chỉ khi 1 phải chia hết cho 3 nói cách khác đó là tử số phải chia hết cho mẫu số mà nếu tử mà chia cho mẫu số ấy thì khi nào nhỉ khi và chỉ khi x cộng 3 của chúng ta phải thuộc tập hợp ước của 1 tức là là ước của tử số như vậy đến đây ý, thì các con liệt kê giúp cho thầy ước của một chúng ta gồm có hai giá trị đó chính là cộng trừ 1. Vậy đến đây ta có như sau. Suy ra là x cộng 3. Ở đây dùng dấu suy ra thì tốt hơn nhé. Suy ra. Đây các con cũng suy ra cho thầy. Và đến đây suy ra. X cộng 3 phải thuộc tập hợp. Gồm có hai phần tử đó chính là trừ 1 chấm phẩy 1 và chính vì như vậy nên thầy sẽ tìm ra được x của chúng ta nhận hai giá trị đó là trừ 1 mà trừ đi 3 nữa vậy nó là trừ 4 các con nhé còn 1 mà trừ đi 3 nó vậy là bằng âm 2 được chưa nào trước khi dừng lại ở đây cần phải có một bước kiểm tra xem có thỏa mãn điều kiện x các cộng trừ 1 và x các trừ 3 hay không Thế thì rõ ràng ở đây này, là trừ 4 trừ 2 này làm sao nhỉ? Đều là mở ngoặc thỏa mãn điều kiện. Là cái điều kiện mà ở trên chúng ta làm ngay từ đầu của cái ốc câu qua ấy, qua ấy. Vậy đến đây chúng ta kết luận này. vậy. Với x thuộc tập hợp hai giá trị trừ 4 trừ 2 thì a nhận giá trị nguyên. Các con có thể là viết là nhận giá trị nguyên hoặc nếu lười chúng ta có thể viết như thế này, a sẽ thuộc Z. Được chưa? Đấy. Tùy các con. Các con trình bày thế nào cũng được. Rồi, chữa bài đi. đây phần b à? à xem phần b là tít tận trên này cả thầy sẽ để câu c bên tay phải nhá còn câu b thầy sẽ để là bên tay trái cho các con uh, uh, viết được cùng một lúc luôn đây câu b đây nó là nằm ở bên tay uh, tay trái còn cái câu còn lại nó nằm bên tay phải rồi các bạn chữa đi chữa đi các con sau đó chúng ta chuyển sang bài cuối cùng Chữa xong câu C chưa? <cười> <cười> Chưa xong hết chưa, để thầy chuyển đến câu cuối cùng nào. Nào, chuyển câu số 4 nhá. Bài số 4 nhá. Bài số 4 của chúng ta là biểu thức A như thế này. Thì đầu tiên các con vẫn phải tìm điều kiện cho thầy, điều kiện xác định. Điều kiện xác định của chúng ta như sau. Thầy không giải cụ thể nữa nhá. Chúng ta sẽ ra được điều kiện của cái bài này là cái gì nhỉ? x khác uh, x khác cộng chữ 2. À may quá, bài này nó lại tìm điều kiện rất là đơn giản đúng không? Bởi vì sao? Quan sát này. Thầy lý giải thôi chứ còn uh, thầy sẽ lý giải thôi chứ còn không không nói là chi tiết nữa. Điều kiện x 2 khác 0 này, x bình phương 4 khác 0 này, x cộng 2 khác 0 này. 3 trên x cộng 2 khác 0 này. Rất may là tử số của chúng ta là một số. Tự nhiên, đương nhiên phải khác 0. Vậy thì 3 trên x 2 khác 0 100% luôn. Như vậy không cần giải điều kiện để cho cái 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 phân thức cuối cùng này nó khác 0 nữa. Được chưa con? Như vậy điều kiện xác định của chúng ta chính là x khác cộng trừ 2. Đây là thầy viết tắt thôi nhá. Chỗ này là thầy viết tắt đấy. Chứ còn đúng ra là các con phải giải như bình thường, giống hệt như các cái bài ở bên trên của thầy ấy. Đây là thầy viết tắt đấy. Rồi, chúng ta sẽ có biểu thức A của chúng ta thu gọn tương tự như sau. Quan sát này. A bằng phải đi quy đồng mẫu số chung ở trong cái thành phần ở trong ngoặc này. Được chưa? Ở trong ngoặc nhá mẫu số chung đương nhiên là x 2 nhân x cộng 2 rồi. Vậy phải nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với thành phần x cộng 2 có đúng hay không đây? Vậy trên tử chúng ta phải nhân với thành phần x cộng 2. Đối với phân số phân thức thứ hai thì không cần nhân bởi vì x bình phương trừ 4 hằng đẳng thức số 3 chính là x trừ 2 nhân x cộng 2. Đối với phân thức cuối cùng thì đang là mẫu số mẫu thức là x cộng 2 vậy chúng ta phải nhân thêm thành phần x 2 nữa vậy trên tử phải nhân thêm x 2 các con nhé rồi xong đối với phân phân thức cuối cùng là chia như này các con giữ nguyên giúp thầy này vậy đến đây biểu thức a của chúng ta như sau tất cả ba cái thành phần bên trong này cùng mẫu số chung rồi vậy thầy sẽ lấy là x 2 nhân x cộng 2 được chưa nào ở với tử số phân tử nhất vậy được là 3x bình phương cộng với 6x. Sau đó là trừ đi 2x bình phương chuyển dấu của thằng trừ -5 biến thành cộng 5 và trừ đi tử của phân số tử thức của phân số cuối cùng. Đây là trừ đi x bình phương này. Trừ 2x, trừ 1x nữa, vậy là trừ 3x, vậy đổi dấu biến thành cộng 3x, và cuối cùng là trừ đi 2. Vậy toàn bộ thành phần này chúng ta triệt tiêu đi. Vậy chỉ còn lại như thế này thôi. Được chưa các con? Sau đó chia cho thằng này thì nhân nghịch đảo giúp thầy. Nhân với x cộng 2 chia cho 3. Nhân lộn cổ đấy. Vậy đến đây biểu thức A của chúng ta bằng như sau này. Trên tử này triệt tiêu giúp thầy đi 3x bình trừ 2x bình trừ 1x bình Vậy lập tức thành phần x bình phương Bay màu hết Không còn một chút nào cả Như vậy còn lại là 6x cộng 3x Là 6 cộng 3 là 9 à 9x 5 trừ 2 như vậy còn là 9x cộng 3 đúng không Trên tử còn 9x cộng 3 9x cộng 3 này đặt 3 ra ngoài giúp thầy nhé Như vậy nhân mở ngoặc này Còn lại là x cộng 1 đúng không x cộng 1. Được ok. Nhân với thằng này. Vậy đến đây biểu thức A của chúng ta sẽ bằng như sau. 3 với 3 chém hoa quả hết. X cộng 2 với x cộng 2 chém hoa quả hết. Vậy trên tử còn x cộng 1. Dưới mẫu còn x chữ 2. Tất cả lớp xác nhận kết quả. Nhanh. À đây là 3x cộng 1 chứ. Sorry. Đấy, như thế này mới là đúng cơ. <laughs> Mày quá. Kịp chữa rồi. cả lớp ơi xác nhận kết quả giúp thầy đi <cười> <cười> thấy không người mà nhanh tay nhanh mắt ấy thì là rất là, là là gọi là lợi thế trong trường hợp mà thầy thấy sai một cái lập tức là thầy phải ém nhẹm ngay cái sai của mình đi nó bằng cách là phải sửa ngay <laughs> đâu thầy sai ở chỗ nào vũ vương đâu thầy sai ở chỗ nào chỉ cho thầy gái <laughs> ok chưa như vậy chúng ta rút gọn ra được là bằng 3 x cộng một trên x trừ hai nhá rồi dẫn đến kết luận cuối cùng với x khác cộng trừ hai thì biểu thức A của chúng ta được thu gọn lại bằng 3x cộng 1 trên x 2. Vậy câu A của chúng ta đã kết thúc. Bây giờ chuyển ý B nào. thì B bằng cái gì đây? Tính A biết x bình phương trừ 2x bằng 0. Tức là đi tính biểu thức A. Biết rằng x mũ 2 đi 2x thì bằng 0. Vậy đến đây các con phải đi xác định cho thầy tìm xem x bình phương trừ 2 bằng 0 này nhận giá trị x bằng bao nhiêu đã để thỏa mãn thằng này đúng không? Vậy ta có này, ta có x bình phương trừ 2x bằng 0. Điều này sẽ tương đương với việc đặt x ra ngoài làm từ số chung. Ta còn là x trừ 2, thằng này bằng 0. Và điều này sẽ tương đương với việc là chúng ta sẽ ra được hai giá trị của x các con nhé. Là x bằng 0 hoặc là x trừ 2 bằng 0 và điều này sẽ tương đương với việc là hoặc x bằng 0 hoặc x bằng 2. Thật không may, giá trị x bằng 2 không thỏa mãn điều kiện. Đúng nào, không hề thỏa mãn điều kiện. Chính vì nó không hề thỏa mãn điều kiện nên chúng ta loại. Còn cái thằng x bằng 0 thì lại thỏa mãn. Vậy đến đây các con sẽ tương đương với việc là gì? đó là đến đây chúng ta có này thay x bằng 0 vào biểu thức a à, phẩy ta có a của chúng ta thì bằng là 3 x cộng 1 trên x chữ 2 các con viết lại một chút sau đó thì thay giúp cho thầy là x bằng 0 vào đây tức là 3 nhân 0 cộng với 1 dưới mẫu này là 0 trừ đi 2. Vậy đến đây chúng ta sẽ được kết quả là bằng bao nhiêu nhỉ? 1 âm 1 phần 2 à? Đúng không? Trừ 1 phần 2. Rồi. Vậy câu B của chúng ta đã xong. Vậy A bằng trừ 1 phần 2. Rồi, chuyển đi C cuối cùng nhá Tìm x thuộc Z để A thuộc Z. Rồi, câu này giống hết như cái câu C ở bài, bài, bài trên đúng không? tìm x thuộc Z để a thuộc Z, tức là tìm x nguyên để a nguyên. Rồi, chữa dần câu B, câu qua câu B đi để chúng ta chuyển sang ý cuối cùng nào. <laughs> Uh-uh. <clears throat> Rồi <laughs> ok Giải quyết nó câu C để tốt nghiệp thôi Tìm x thuộc Z để A thuộc Z Vậy đến đây ta có như sau Biểu thức A của chúng ta chính là bằng thằng này Vậy các con lập tức làm xuất hiện viên gạch giúp thầy Cách xuất hiện viên gạch như sau Ở dưới mẫu này là x 2 chúng ta giữ nguyên Vậy ở trên này để xuất hiện được viên gạch, thầy sẽ phải làm xuất hiện 3 nhân x, x 2. Tức là đã có viên gạch. Nhưng mà 3 nhân với x 2 thì 3 nhân x với x là 3x, ok, thành phần 3x đã thành công. 3 nhân với âm -2 là bằng -6, mà đây nó lại là dương 1. Như vậy là thành phần về số hạng tự do chưa bằng nhau, chưa cân bằng. Vậy chúng ta phải cộng giả lại 7 đơn vị. Nào, cả lớp kiểm tra giúp thầy xem có đúng là bằng 3 nhân x 2 đóng mở ngoặc cộng 7 thì cân bằng giữa hai tử thức của hai cái phân số này không? Hai cái phân thức này không? Chuẩn chưa? Vậy đến đây chúng ta sẽ được như sau, bằng này. 3 nhân với x trừ 2 trên x trừ 2 dưới mẫu và cộng với 7 trên x trừ 2 được chưa? Rồi. Và thằng này thì sẽ bằng là 3 cộng với 7 trên x 2 các con nhé. Vậy lại quay trở về bài toán cực kỳ quen thuộc đó là ta có như sau. Để a thuộc Z tức là để a nguyên. Thì 3 cộng với 7 trên x trừ 2 phải thuộc Z. Thế nhưng mà 3 ở đây của chúng ta là một số nguyên rồi. Vậy thì để thằng này thuộc Z khi nào nhỉ? Khi mà 7 trên x 2 phải thuộc Z. Điều này sẽ suy ra hoặc là tương đương được là 7 trên x 2 phải thuộc Z. Để 7 trên x 2 thuộc Z, điều này sẽ xảy ra khi và chỉ khi 7 phải chia hết cho x 2. Mà 7 chia cho x 2 khi nào nhỉ? Khi và chỉ khi trừ 2 thuộc tập hợp ước của 7. Và đến đây, chúng ta sẽ có được là tập hợp ước của 7 gồm các phần tử sau các con nhé. Đương nhiên là nó gồm các phần tử là đó là cộng trừ 1 cộng trừ 7 đúng không? Tức là trừ 7 chấm phẩy trừ 1 chấm phẩy 1 chấm phẩy 7. Và đến đây, chúng ta sẽ có được một cái bảng như sau. Lập bảng cho nó nhanh bảng của chúng ta như sau Ở cái hàng đầu tiên cột thứ nhất các con viết cho thầy là x 2 x 2 này sẽ nhận các giá trị đó là chữ 7 chữ 1 Dương 1 và dương 7 ô thứ hai ở hàng thứ hai đó chính là tìm ra được giá trị của x chữ 2= bằng 7 vậy vứt 2 này vứt sang tất cả các giá trị này tức là các con lấy các cái số này cộng thêm hai đơn vị chữ 7 cộng 2 bằng âm 5 Trừ 1 cộng 2 bằng dương 1. 1 cộng 2 bằng dương 3. 7 cộng 2 bằng dương 9. Tất cả các giá trị này các con phải kiểm tra giúp thầy xem nó có thỏa mãn điều kiện x khác cộng trừ 2 hay không. Thì cực kỳ may mắn tất cả các giá trị này đều thỏa mãn hết. Như vậy, tìm ra được. Vậy của chúng ta thuộc tập hợp các phần tử như sau. Âm 5, chấm phẩy 1, chấm phẩy 3, chấm phẩy 9. Đấy, thì A thuộc Z. Rồi, xin mời các con chữa bài. Và bài toán của chúng ta, đều của chúng ta đến đây là kết thúc. Được chưa? Rồi, xin mời các con chữa bài sau đó có bất kỳ câu hỏi nào dành cho thầy thì chúng ta hãy hỏi đi nhanh lên <laughs> rồi các con có câu hỏi gì dành cho thầy không Rồi ok, chữa bài xong đi, sau đó là thầy xin mời các con là nghỉ nhá. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi tối ngày mai. Được chưa nào? Ok, thầy xin chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con vào buổi học tiếp theo nhá. Bye bye. <laughs> Rồi, thầy chào Quỳnh Anh ạ. Dạ vâng. Rồi. rồi, thầy chào Trúc An. Thầy chào Phương Hòa ạ. rồi ok thầy chào tất cả con nhá thầy chào anh thư nhá bye bye